Ok, bắt đầu quay phim Đường rồi. có quay có tôi nha. Tôi đang định là em vào iPhone làm YouTube nào hay dạy tôi đi. Mẹ đợt cho nít. Xem ai là triệu phú chưa? Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ai là triệu phú? Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp bạn Vũ Thu Hằng đến từ Hà Nội. Xin mời. Đây. Tôi lại được ăn của không ăn. Chào mừng đi. Chào mừng đi quanh đường khác thôi. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp bạn Vũ Thu Hằng đến từ Hà Nội. Xin mời. Ơn một dòng hát rất ngọt ngào. Em rất là tiếc là hôm nay đã dùng cái sự trợ giúp nó quá nhanh, nói quá đi. Nhiều. Các bài hát hả? Bê cảm nói đi, cứ nói mấy cái người đó. Thôi. Vâng, xin mời chị Thủy. Chào anh và chào tất cả khán giả. Anh thì đá bóng tiếp nha. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp bạn Vũ Thu Hằng đến từ Hà Nội. Xin mời. Ôi trời ơi. Xin chào bạn. Xin chào mọi người, tôi tên là Vũ Thị Thu Hằng, tôi đến từ Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trưởng phòng quản lý khách hàng ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Hôm nay tôi rất là vui được tham gia chương trình Ai là triệu phú. Rất mong mọi người hãy cổ vũ cho tôi và các bạn trên sân khấu nha. Xin cảm ơn. Mời bạn lên để nóng. Dạ vâng.